Em bị tai nạn là năm 2010, năm đó em 23 tuổi. Dạ, em trời em té tông thẳng vào hố ga mà lại chấn thương ngay chỗ cái tủy sống cổ. thế là nó làm em liệt tứ chi. Trúc ơi, làm vợ anh nhé. Là dù gia đình em có không đồng ý anh đi chăng nữa, chỉ cần em sống hạnh phúc thật sự, từ từ trong bản thân em sống hạnh phúc thật sự, mẹ sẽ cảm nhận được, mẹ sẽ vui. Nhưng mà em rất sợ, em sợ ngoài em sẽ không chịu được. Dũng ngoan rồi đó. Bố từ ngày 12 tháng 5, Chat với mẹ bỉm sữa sẽ phát sóng trong khung giờ mới 22 giờ 30 phút thứ tư và 12 giờ trưa thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Thôi Đăng ơi, làm gì Thảo quá vậy? Em sợ á. Sợ gì? Chạy chạy. Hình như là lâu lắm rồi anh mới chạy lại xe máy đúng không? Không có, anh đi xe máy thường xuyên mà. Vậy, như vậy là lần đầu tiên em được anh chở bằng xe máy á. Đúng rồi. Em không đi xe anh chở nữa. À, không. Biết đi đâu không vậy? Không. Biết nay làm gì không? Đã biết. Sao không chào khán giả? Đâu rồi, chào quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà với tâm trạng đang rất hỗn độn. Cốc cốc cốc, cộc cộc cộc. Dạ, chạy chưa? Đó. Bà đã không phải không? Gọi lên xe đi anh chở đi một vòng. Gọi lên xe đi anh chở đi một vòng. Đi bộ nhà biết tới nhà hay không? Không. Trời ơi, vậy mà cũng nói nữa. Đây nè, hôm nay đó anh sẽ dẫn em đến thăm nhà của một nhân vật có cái tên đó trùng với tên của một cố tài tử điện ảnh Việt Nam. Năm vừa qua là mình mất mát nhiều lắm luôn, nên em không đoán được là ai hết. Đó là cố tài tử Nguyễn Chánh Tính. Ồ, một nhân vật có tên trùng với lại cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính. Đúng vậy. Chắc là nhân vật này đặc biệt lắm. Đặc biệt lắm. Và em gặp đi là em sẽ thấy tại sao anh nói nhân vật này là nhân vật đặc biệt và chúng ta phải đến gõ cửa thăm nhà nhân vật này. Dạ. Thôi lên xe đi, anh chở đi. Không, em đi bộ. Ê, Lan. 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 Tới rồi, tới rồi. Chào chị. Chào cả nhà. Chào em. Đó, giới thiệu với em, đây là Nguyễn Chánh Tính, tác giả của một cái cuốn gọi là Tôi Chọn Sống rất là nổi tiếng. Chào hai em. Anh Quốc Thượng với chị Ngọc Lan đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Trước tiên là xin gửi biếu hai em dỗ quà đây, giờ trái cây nha. Em cảm ơn anh Thượng. Rồi. Cảm ơn chị Ngọc Lan. Rồi. Sau đó chắc cho xin phép cho hai anh em của anh vô nhà em được không Tính? Dạ, em mời anh chị nha. Rồi. Dạ. Trước khi mà trò chuyện với nhân vật của ngày hôm nay thì xin giới thiệu với Ngọc Lan và quý vị khán giả. Tính là một tác giả của một quyển tự truyện có tên là Tôi Chọn Sống, luôn có một ngày mai cho những ai bước tiếp. Trước khi mà em viết cuốn sách này thì em kinh doanh online. Khi mà nhìn vào cuốn sách này thì người ta cũng cơ bản người ta cũng hiểu được lý do ra đời của nó. Nhưng mà chị thì lại muốn nghe Tính nói rõ hơn về cuốn sách này, về cái hoàn cảnh của em. Thì em đã bị tai nạn giao thông là năm 2010. Thì lúc đó em cũng có công việc rồi ổn định, đó em 23 tuổi, tuổi rất là trẻ. Đó cũng là một cái cú sốc, một cú sốc tinh thần rất là lớn. Khi mà chỉ qua một đêm thôi là mọi thứ nó thay đổi hết. Nó thay đổi hết, mất hết tất cả.
ngay cả sức khỏe mình cũng không còn được. Em về quê thì trong cái quá trình 10 năm mà trải nghiệm cái cuộc sống của người khuyết tật, em muốn viết ra. Lúc đầu thì em không có định xuất bản đâu, em chỉ là viết ra để lưu hành nội bộ trong gia đình rồi thôi, để mọi người hiểu hơn về em thôi. Khi mà em vào Sài Gòn thì em quyết định xuất bản cuốn sách này để tạo động lực cho những, đầu tiên là những cái bạn giống như em cái đã, mấy bạn có những cái tinh thần lạc quan. Và một cái lý do nữa em muốn xuất bản cuốn sách là với mục đích là em sẽ trích ra 50% lợi nhuận cuốn sách để làm từ thiện, để giúp đỡ những bạn tương tự giống như em. Và em đã trích ra được bao nhiêu tiền rồi? Hiện tại thì em đang giữ cái quỹ khoảng 100 triệu. Hay quá. Tiền đó là do mọi người mua sách rồi có thêm tiền mọi người ủng hộ nữa đúng không? Không, không. Em không có nhận cái nguồn ủng hộ đâu á. À. Mà em chỉ... Từ tiền bán sách thôi. Hay quá. Khi nào mà cuốn sách này còn bán được, có nghĩa là em còn giúp được những cái bạn khác. Em có nghĩ làm viết thêm một cuốn khác không? Dạ, cũng có thể. Tại vì cuộc hành trình của mình vẫn còn mà. Hành trình em vẫn còn bởi vì còn cô gái này đang đồng hành với em. Đây là Trúc, có thể nói là vợ tương lai. Trúc và Tính là quen nhau trong trường hợp nào? Chỉ trong một lần tình cờ, em mua hàng của anh Tính. Em mua một cái dây sạc và một cái cục sạc dự phòng mua online. Như vậy có thể gọi là mối tình cục sạc dự phòng. Anh Tính hay gọi vui là mối tình 360. Là 360 ngàn. À, 360 ngàn á hả? Lúc đó em bán ở đâu? Em lúc đó em ở Tam Quan, Hòa Nhân, Bình Định. Em bán Bình ở Định. Nhà à. Đó là quê của em. Là em Trúc cũng ở Bình Định luôn hả sao? Em ở Bến Tre. Ủa gì? Bến Tre mà mua hàng ở Bình Định? Dạ. Tại vì em hồi đó em mở cái shop ra à. Thì em là đi tìm khách hàng. Đúng. Thì cứ ai mà kết bạn là em cho vào hết. Thì tụi em cũng không biết là mình đã kết bạn từ lúc nào nữa. Thì nó cũng là một cái duyên. Nhưng mà quê em cũng là xứ Dừa. Xứ Dừa Tam Quan cũng lớn lắm. Thì bạn này cũng xứ Dừa. Là xứ Dừa. Thế là em cũng có một cái gì đó nó thiện cảm. Bắt đầu em mới hỏi những chuyện ngoài lề. Lúc đó là như là mới chia tay với bạn trai. Thì em thấy bạn có một cái nụ cười đó không được tươi. Dạ, thế em đi sâu vào tìm hiểu. Rồi bắt đầu hai đứa mới nói chuyện. Đầu thì em không có mở cam. Tại vì em đặt vị trí em là cái người bán hàng. Hồi giờ em không có muốn người khác xem mình là một người khuyết tật rồi mua ủng hộ rồi cho em không thích. Em không muốn vậy. Em không muốn vậy. Thế là em giấu cái mặt mình đi. Và miễn là mình bán những cái sản phẩm đó tốt và khách hàng tự tìm tới mình, chăm sóc khách hàng tốt là được. Bây giờ anh đang thắc mắc là tại sao nha, gái Bến Tre, trai Bình Định lại không chọn sống ở tại quê hương của một trong hai người mà lại chọn sống ở một cái địa hình là ở giữa, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi gặp anh Tính là em đang làm việc ở Sài Gòn hơn 10 năm rồi. Quen ảnh thì hai bên cũng có tính là một là phải về quê của anh Tính. Tại vì lúc đó thì anh sợ em không chăm được anh thì cũng muốn là có người nhà hỗ trợ. Nhưng mà sau này khi mà xem xét lại tất cả các điều kiện á, thì lại chọn mảnh đất Sài Gòn này để phát triển. Bởi vì ở đây thì cũng sẽ về nhà em gần và ở đây cũng sẽ về nhà anh gần. Rồi hai đứa ở đây lâu chưa? Dạ tụi em ở đây thì cũng từ đầu tháng 10 năm rồi. Anh Tính vừa mới vào Sài Gòn tháng 7 năm rồi. Thì đó là cũng một cái quyết định mà gọi là lớn nhất từ trước tới giờ của em. Khi mà em chọn vào đây á, thì lúc đó em cũng không biết là Trúc liệu có lo nổi cho em hay không. Đó là một câu hỏi em cũng đặt ra rất lớn. Nhưng mà sau khi bàn bạc rất là nhiều và em có hỏi Trúc là bây giờ một là tiến, hai là lùi, thì Trúc mới nói là thì tiến. Thế thì em mới nói là vậy thì bây giờ Sài Gòn, vào Sài Gòn thì em có đồng hành với anh hay không? Trúc đồng ý thì tụi em đi. Thì lúc đó đi ba mẹ cũng cản dữ lắm và mọi người ở xóm cũng vậy, nghe nói là chuẩn bị đi Sài Gòn là mọi người lắc đầu không biết là vào đó để làm cái gì. Nhưng mà thật sự khi cái sự lựa chọn mình đưa ra và mình tự chọn thì mình không có hối hận và mình chịu trách nhiệm 100% với cái sự lựa chọn của mình. Và tới giờ này thì em thấy là cái sự lựa chọn của mình là xứng đáng. Hay quá. Tức nghĩa là sau cái tôi chọn sống này là tôi chọn tiến. Tiến về thành phố Hồ Chí Minh. Tiến thẳng vào trái tim của cô gái này. Đó. Bây giờ thì em muốn biết tình hình sức khỏe hiện tại của Tính. Đó. Do cái bệnh của em á là nó bị liệt từ trên trở xuống.
thì cái phần nội tạng của em nó cũng bị tê liệt, có nghĩa là cái phần ruột, phần dạ dày đó ăn uống nó không hấp thu như bình thường, không nhôm nhá. Tới hiện tại thì chắc nó dừng rồi, không còn cái gì đó ốm nữa. Em nói là để dừng lại á, tức là nghĩa là cái thể trạng nó tốt hơn hay là nó có chiều hướng là nó không ổn? Dạ nó vẫn đang tốt. Bây giờ tách nhóm ra đi, tại vì em có rất là nhiều cái điều để em muốn hỏi riêng. Cặp này là phải hỏi riêng mới được. Anh đoán nha Tính ơi, đây chính là cái dụng cụ để cho em viết truyện đúng không? Dạ. Những cái lúc rảnh rỗi thì em viết, tại vì em còn kinh doanh nữa. Tính, em bị tai nạn từ khi nào vậy Tính? Em bị tai nạn là năm 2010, năm đó em 23 tuổi. Cái tai nạn đó nó xảy ra cũng bất ngờ. Thì hôm đó em đi làm về thì em là làm chuyên về pano ngoài trời, thì hay làm kinh khuya. Thế thì hôm đó em cũng đi làm về như mọi hôm, thì trời nó mưa lâm râm, em thì bị cặn nữa, em không thấy đường. Đi xuống cái chỗ ngay chỗ đó là cầu Bình Triệu, thì có một cái rào trắng, thì ở đó có một cái hố ga. Trời mưa thì nó lai láng em không thấy. Dạ em trời em té tông thẳng vào hố ga, em té đập cái đầu vô cái thành đó. Nhưng mà nó có cái nón bảo hiểm nên là cái đầu em không sao, nhưng mà lại chấn thương ngay chỗ cái tủy sống cổ, thế là nó làm em liệt tứ chi. Là C5, C6. Tự em đụng vô rồi tự té. Tự em té, dạ. Cái đó là một cái điều không may mắn cho lắm. Nhưng mà cái lúc đó là bất tỉnh luôn đúng không? Đâu biết. Dạ. Em tỉnh dậy ở bệnh viện thì em cũng nghĩ là chắc là mình mệt xíu thôi rồi mình về. Nhưng mà không ngờ là tới bây giờ là 11 năm rồi vẫn chưa. Anh muốn biết là sau đó khi mà mình biết được rằng là cái tình trạng của mình là chắc chắn là sẽ liệt rồi, em phải trải qua bao nhiêu năm thì em mới cân bằng lại cuộc sống và em chấp nhận tất cả mọi thứ là nó đã diễn ra rồi? Khó khăn nhất là cái năm mà đầu tiên. Lúc đó thì em cũng oán giận, cũng oán trách, cũng sao lại làm mình không chấp nhận. Cái nặng nề nhất là em suy nghĩ về bố mẹ. Có nghĩa là em vào Sài Gòn với mục đích là em học tập làm việc để về báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà khi lúc em về thì em lại thành một cái người tàn tật, một cái người gánh nặng cho cha mẹ. Em khóc rất nhiều nhưng mà không có để bố mẹ biết. Thật sự thì có một vài lần em cũng nghĩ đến cái chết. Có nghĩa là lúc đó nó thực sự rất là tồi tệ. Tại em là con đầu nữa, tất cả cái niềm hy vọng nó dồn vào em, thì nó gây cho em một cái áp lực. Và em cứ đặt câu hỏi là bây giờ mình nên dừng lại hay là mình đi tiếp. Và phải mất 2 năm sau thì em mới chấp nhận là mình phải sống tiếp thôi. Điều gì để mà khiến em vượt qua tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực đó và em yêu quý bản thân và em yêu quý cuộc sống? Trong em nó có hai cái con người. Một cái là nó nói bảo em là phải dừng lại, nhưng một vẫn còn một cái nữa nó cứ thôi thúc là nó nói với em là cứ đi tiếp đi, rồi ở phía trước nó sẽ có những cái khả quan hơn. Năm này qua năm khác em luôn tin là cái bệnh của em rồi đến một ngày nó sẽ có một cái phương thuốc hay là một phương cách gì đó để nó trị được cái bệnh của em. Thế là em lấy cái động lực đó mà em sống tiếp cho tới bây giờ. Em bắt đầu em chấp nhận em là một người phải gắn liền với chiếc xe lăn, và mình phải tìm cách nào mà để mình hòa nhập nhanh nhất với cộng đồng. Thế là em tìm những công việc để em có thể làm được. Em kinh doanh từ điện thoại di động, em mở tiệm tạp hóa, rồi em lại kinh doanh online. Bây giờ mình lật ngược thời gian trở về cái giai đoạn mà khoảng 2-3 năm trước, khi mà em tìm hiểu Tính. Lần đầu tiên mà em nghe được cái câu chuyện của Tính đó, lúc đó em có suy nghĩ gì? Đối với em thì em không có suy nghĩ là mình sẽ chọn một cái người là người ta có những cái tiêu chuẩn thế này hay kia. Em nghĩ là cái nét đẹp tâm hồn nó đẹp hơn. Và cái lần đầu tiên anh nói chuyện với em là giọng anh rất là ấm, nghe giống như là giọng của cha mình á. Giọng cha em trong điện thoại cũng cực kỳ ấm luôn. Cái đó là cái thiện cảm của mình dành cho anh lần đầu tiên. Thì sau khi nói chuyện tiếp xúc mới thấy là một người đàn ông này người ta có cái suy nghĩ rất là trưởng thành, có một cái sự sâu lắng mà thời điểm hiện tại những người xung quanh mình không tìm được. Nhưng mà khi Tính ngỏ lời yêu em thì em có mất nhiều thời gian để suy nghĩ không chị? Anh là người bất ngờ với cái sự đồng ý của em. Anh không nghĩ là em sẽ đồng ý. Lúc đó anh nói là anh chỉ nói ra theo cái mạch suy nghĩ của anh thôi, chứ anh không nghĩ là em sẽ trả lời là đồng ý. Còn tụi em chọn
con đường đi như vậy. Bởi vì thật sự bệnh của anh thì mình không biết được cái thời điểm nào, lúc nào hết. Cái đoạn đường của anh đi nó không giống như cái đoạn đường của một người là nặng bình thường. Mình không biết được là lúc nào anh sẽ dừng lại. Thì mình sẽ chọn một cái con đường mà hạn chế, gọi là hạn chế sự tổn thương cho cả hai nhiều nhất. Thì em sẽ chọn một cái cách riêng của em, thay vì mình phải chờ đợi như một người bình thường. Bây giờ thì cái cuộc sống của hai đứa là như thế nào? Công việc của em là như thế nào để mà em có thể vừa chăm tính mà vừa lo công việc của mình? Hiện tại là em ở nhà, em buôn bán online thôi. Còn anh Tính thì anh có công việc riêng của anh. Anh cũng có về cuốn sách, về những cái dự định kinh doanh của anh riêng. Còn em ở nhà thì để 24/24, khi nào anh Tính cần em sẽ có. Và một phần em sẽ hỗ trợ những cái công việc của anh. Trước khi Trúc xuất hiện trong cuộc đời của em, thì ai là người bên cạnh em, săn sóc cho em, và ai là người coi như là khuyên bảo em và đồng hành cùng với em trong cái khoảng thời gian mà em vô cùng khó khăn vậy? Người đó là mẹ, chắc chắn là mẹ rồi. Ba làm sao? Ba thì cũng đi làm thợ xây á, nhưng mà mẹ là người cực nhất. Tại vì mẹ vừa chăm em và cũng vừa lo kinh tế. Có những lúc em tự hỏi là sao lại như vậy? Mình đã mất tự do, rồi mình còn làm mẹ mình mất luôn cả tự do. Kể từ ngày em gặp tai nạn là mẹ chưa bao giờ được đi du lịch ở đâu hay là được đi thăm ai ở đâu đó xa. Đó là cái lỗi của em. Và đó cũng là một cái trách nhiệm mà em phải kiểm điểm lại, và em quyết tâm là em sống sao cho nó có ích với cái gì mà mẹ làm cho mình. Em có tự hứa với mình là rồi một ngày con sẽ trả tự do lại cho mẹ. Vô tình thì cuối 2018 thì em được gặp Trúc. Sau qua bao cái cuộc thăng trầm giữa hai em thì hai em quyết định là đến với nhau. Thì 2020 lại quyết định là trả tự do lại cho mẹ và đi tìm một cái cuộc sống nó mới mẻ hơn, nó khác hơn. Ở đây không phải mình lấy đi tự do của Trúc, của người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời của mình, mà đây chính là một cái sự gọi là kết chặt lại với nhau trong một cái tình cảm nó khác với cái tình mẫu tử, mà đây là một cái tình yêu. Thì khi gặp Trúc á thì rất là nhiều người đặt câu hỏi cho em là vậy thì trả tự do cho mẹ thì lại lấy đi tự do của Trúc. Nhưng mà thực chất cái của em với Trúc nó hoàn toàn khác. Nó là một cái tình yêu. Và khi tình yêu đến với nhau, thậm chí có nhiều người ước ao được ở bên nhau còn không được. Thì tụi em có được cái sự đồng điệu như vậy. Và Trúc là cái người chịu trách nhiệm hoàn toàn với cái sự lựa chọn đó. Tụi em đối diện với lại gia đình của cả hai bên như thế nào? Gia đình của anh thì lúc đầu thì má cũng lo là sợ là em sẽ cực quá rồi em sẽ buông tay anh. Dạ. Thì má cũng có nói với anh là nếu như mà lỡ có chuyện đó xảy ra thì đừng có suy sụp. Mà sau có khoảng thời gian mình tìm hiểu rồi mình vào đây á, thì bây giờ má và gia đình yên tâm hơn. Còn về em thì vẫn chưa chấp nhận. Thì em cho gia đình em một cái khoảng thời gian và một cái giới hạn, để mình không bước qua cái giới hạn đó làm tổn thương nhiều đến gia đình mình nhiều hơn. Và đồng thời cũng cho gia đình mình cái khoảng thời gian tìm hiểu thật sự bản thân con của mình cần cái điều gì, con của mình muốn cái gì, chọn người như vậy thì tại sao con mình chọn như vậy, để tiếp nhận từ từ. Cho nên em với anh mới quyết định là hiện tại chưa tiến tới cái vấn đề hôn nhân. Em có cái chính kiến của em, có nghĩa đây là con đường em chọn. Khi em bước về nhà, em là con của gia đình. Khi em bước ra ngoài, em có cuộc sống riêng của em. Cho nên là gia đình cũng phải hiểu cho em một phần. Em còn cuộc sống riêng của em còn cái hướng đi và sự nghiệp của em để em phát triển. Em chấp nhận hết tất cả những cái gì mà nó có thể xảy ra ở phía trước, và em hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó. Tính ra em là một cô bé rất là cá tính. Bây giờ còn một chuyện nữa chị muốn hỏi, nó rất là hơi tế nhị, em có thể trả lời hoặc là không. Đó là hai đứa có tính tới cái chuyện con cái không? Dạ có chị, có. Thì anh Tính là người khao khát có một đứa con. Bản thân mình cũng muốn có một đứa con với cái người mình thương. Nhưng mà em không có áp đặt cái suy nghĩ đó cho anh. Tại vì bệnh của anh thì nó sẽ khó hơn người bình thường rất là nhiều. Thì mình cứ để tâm lý thoải mái nhất và mình cứ để nó tự nhiên nhất. Còn khi mà điều kiện kinh tế mình đủ, mình sẽ thử những cái biện pháp khác. Nếu mà là con thật sự có duyên với mình, nó sẽ đến với mình. Còn nếu không thì cũng được, không sao. Tụi em có lường trước được cái việc rằng là bây giờ trong nhà mà có thêm một thành viên nữa,
Và đó là một đứa trẻ thì tụi em cần phải chuẩn bị rất nhiều cho đứa trẻ đó. Từ kinh tế, từ tinh thần, từ thể lực nữa. Tụi em có tính hết được những cái chuyện đó chưa? Kinh tế thì hiện tại anh tính cũng đã tính rồi. Thì ổn định hơn, có thể là 1 đến 2 năm nữa thì tụi em sẽ không được cái hướng tự nhiên thì tụi em sẽ tìm một biện pháp khác. Dạ. Còn tinh thần thì đối với em cũng giống như con không phải mình sinh ra để lo cho mình về già. Thì mọi thứ khi mà mình muốn sẽ có người hỗ trợ mình. Cũng có mọi người yêu thương đồng hành cùng tụi em tới thời điểm hiện chắc tại chắn. Thì sau này khi mà em có bé rồi sẽ có người đồng hành với em. Em không lo vấn đề đó. Cái tình cảm của hai em nó phát triển và cho tới bây giờ hai đứa sống chung với nhau rồi. Dạ. Thì em có gặp trở ngại gì về phía của gia đình của Trúc hay không? Lúc đầu mới quen thì mẹ của Trúc phản đối kịch liệt. Có một điều như thế này, tại vì Trúc là một cái người rất là cá tính và em cũng rất là tôn trọng Trúc. Em cũng có rất là nhiều lần đặt cái vấn đề là em sẽ cũng cha mẹ của em đến nhà của Trúc để thăm nhà để nói chuyện đàng hoàng. Nhưng mà Trúc nói là chỉ có em mới hiểu được gia đình của em thôi. Nên là tạm thời giờ anh cứ im lặng đi. Liệu cái sự im lặng này nó kéo dài đến bao lâu? Em suy nghĩ là cũng không có lâu lắm đâu. Tại vì hiện tại em đang làm rất là tốt những gì mà mình làm được, có thể lo lắng được cho Trúc. Em nghĩ là sắp tới là hy vọng là bố mẹ của Trúc sẽ mở lòng ra với em. Có bao giờ em thấy là Trúc bị thiệt thòi không? Thật sự là Trúc thiệt thòi. Trúc thiệt thòi. Tại vì Trúc là một cái cô gái mà thứ nhất là công việc ổn định, thứ hai là rất là xinh đẹp. Ở ngoài kia Trúc có thể tìm bất cứ ai, không nhất thiết phải chọn một người như em. Rất là khổ. Nhưng mà Trúc đã chọn cái người như em. Nhưng có chữ nhân ở đây có nghĩa là em vẫn có cái ưu điểm của em để bù đắp, để lại, bù đắp lại những cái khoảng trống đó cho Trúc. Hay quá. Khi em đến với Trúc, em cũng nói với Trúc rất là nhiều. Thậm chí em có đặt vấn đề là em cứ đến với anh một cách rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Còn khi nào em cảm thấy có một cái đối tượng nào đó mà em cảm thấy là tốt hơn anh thì anh có thể chúc cho em ra đi hạnh phúc thôi, miễn là em hạnh phúc là được. Bây giờ anh hỏi em, nếu như cái chuyện đó nó xảy ra, em có nghĩ rằng là mình chịu đựng nổi không? Dạ, đến giờ này thì em tự tin nói một câu với anh và với khán giả là em có thể chịu đựng hết tất cả những cái gì đã trải qua. Cái điều mà em cảm thấy rằng em chưa an tâm ở trong cái cuộc sống hiện tại này, chưa ổn lắm đối với mình, thì đó là điều gì? Để nói về một cái điều mà chưa ổn trong cuộc sống hiện tại thì tụi em mới vào thành phố, cũng chưa có một cái ngôi nhà thật sự của mình mà vẫn ở nhà thuê, nhà mướn. Đó là cái điều em trăn trở và đó cũng là cái mục tiêu tiếp theo để em có thể hoàn thành nó, có một cái nhà, có một cái chỗ để em với Trúc có thể sống với nhau đến cuối cuộc đời. Ở có dự định là nào cưới không? Tụi em dự định là sang năm. Một bạn thì miền Trung, một bạn thì miền Tây. Vậy thì cái khẩu vị của hai bạn phải như thế nào? Thường là em nấu cho anh tính theo cái khẩu phần của người bệnh. À. Còn mình thì mình muốn ăn gì mình sẽ nấu cái đó. Còn anh thích ăn thì em sẽ nấu cho anh ăn. Nhưng mà cái vị của miền ngoài thì em nấu không giống. Và anh cũng vẫn ăn được những món ăn của Sài Gòn. À, tức là cũng đang tập ăn theo cái cách nấu của mình. Và em cũng đang cố gắng để mà em nấu được cái vị giống như ở ngoài quê. Dạ. Của tính. Dạ. Ừ. Thôi giờ sao đây? Giờ mình ăn chứ sao anh? Ờ đó, phải hỏi gì đó không? Đó. Giờ mình mời chủ nhà. Rồi. Chủ nhà phải mời chứ. Dạ anh với Lan quen rồi, mời chủ nhà luôn. Đó. Dạ thôi mời con, anh với chị. Rồi, mời cả nhà ăn cơm. Từ ngày mà hai bạn về ở chung với nhau á, hai bạn có mâu thuẫn không? Cũng không có gì nghiêm trọng. Những vấn đề mà hai bên chưa có hiểu nhau hay là câu chuyện đó mình nói ra thì mỗi người có một góc nhìn khác nhau á. Ừ. Thế là mình tranh luận thôi. Em luôn là cái người mà phải kèo dưới. Anh tính hay nói nếu mà không nhường á là em sẽ đẩy xe ra ngoài Hà Lan á. Em khóa xe lại là anh không làm gì được hết trơn. Có bao giờ em nóng tánh vì cái việc em muốn làm cho Trúc nhưng em không làm được? Cũng có một vài
trường hợp, nghĩa là mình cũng có cái cảm giác đó, nhưng mà không có đến nỗi là bị cọc cằn với bản thân mình. Có nghĩa là mình hay tự trách là mình không có làm được cái điều đó cho Trúc, thì cái có cũng có cái cảm giác đó, nhưng mà không phải là thường xuyên và cũng không phải là nhiều. Dạ. Em có giờ em nghĩ rằng là sau này khi có con, tức là một mình em phải là kim hết tất cả mọi thứ luôn. Thật ra thì em với anh Tính cũng có bàn với nhau rồi về vấn đề có con, thì thật sự là nếu như mà một mình có mình chăm anh Tính và chăm con thì mình không thể nào quán xuyến hết được. Nhưng mà em luôn nghĩ là mọi người thương em thì sẽ có những người đồng hành cùng em. Đó là những ai? Đó là những người bạn của em, những người đã đồng hành với tụi em từ lúc tụi em vào đây đến thời điểm hiện tại. Sao em không nghĩ đó là bà ngoại hoặc là bà nội? Em đang nói tụi đó, nếu mà tụi em mà có bé, chắc chắn là bà ngoại không thể nào mà từ chối đứa bé đó được. Bà nội cũng vậy. Thực ra thì mẹ cũng vẫn thường xuyên vào đây để phụ với em. Thực sự là tụi em khát khao có một đứa con bo. Đặt tên luôn rồi. Nhưng mà hai bạn này có kế hoạch rất rõ ràng, không có đặt người lớn vào cái chuyện đã rồi. Tức là hai bạn bảo vệ cái hạnh phúc của hai bạn nhưng không vượt quá cái giới hạn đối với người lớn. Nói chung là tất cả nó xuất phát từ tình thương thôi em. Cha mẹ nào cũng muốn con mình sống vui, sống khỏe và hạnh phúc. Yeah. Mẹ em cũng vậy. Yeah. Nhưng cơ hội này thì em có muốn nói gì với mẹ hay không? Thực sự thì con cũng mong rằng nếu mà mẹ xem được cái chương trình này, cái số phát sóng này, thì con rất là nghiêm túc mà nói với mẹ là mẹ cứ yên tâm về Trúc. Tụi con đang sống với nhau rất là hạnh phúc, và con hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để cho Trúc có được cái hạnh phúc như những người phụ nữ bên ngoài kia, để Trúc không quá thiệt thòi khi phải ở bên một người ta gọi là khuyết tật tàn tật như con. Con mong rằng là một ngày gần nhất sẽ được dự kiến ba với mẹ để trình bày hết mọi cái những gì mà bấy lâu nay con chưa gặp trực tiếp để con có thể nói được, và mong mẹ hãy tin ở con và hãy cho con một cơ hội để được đến với Trúc một cách nghiêm túc. Còn Trúc thì sao? Thật ra với mẹ thì anh Tính có nói với em một câu là dù gia đình em có không đồng ý anh đi chăng nữa, chỉ cần em sống hạnh phúc thật sự từ trong bản thân em sống hạnh phúc thật sự, mẹ sẽ cảm nhận được, mẹ sẽ vui. Và gia đình em sẽ yên tâm với em. Em có sợ không Trúc? Khi mà mình chọn là mình không sợ, nhưng mà em rất sợ. Em sợ ngoài em sẽ không chịu được. Ngoài em cứng lắm. Em hy vọng lựa chọn của em sẽ không ngoại sốc quá. Cho nên là thời điểm hiện tại thì em mới vừa chia sẻ với mẹ em thôi. Nhưng mà quyển sách của anh có em, và đến lúc em cần phải đến với mọi người, cho nên là hôm nay em mới xuất hiện ở đây. Anh cảm ơn em. Và anh nghĩ rằng là em không chịu xuất hiện đó không phải là giải pháp nó tốt. Anh nghĩ là những người thương em, người ta biết được cái hoàn cảnh và biết được cái tình yêu của em với Tính, không ai đau đâu, mà là xót. Ông ngoại à, không biết ông ngoại có xem chương trình này không, và nếu xem tới đây thì ông ngoại cũng nhìn thấy rồi, thấy hiện nay là Trúc đang sống rất là vui vẻ, và thậm chí là mỗi một ngày của Trúc là một ngày rất là hạnh phúc bên cạnh Tính. Thì đó chắc có lẽ là điều mà ông ngoại cũng như là cô chú ở dưới Bến Tre cũng sẽ rất là cảm thấy rằng là an lòng. Con hôm nay là con cùng với Ngọc Lan tới đây thì thật sự là nhìn thấy một cái cuộc sống của hai bạn, và nó rất là nó đầy lắm, là đầy yêu thương. Thì hy vọng rằng là ông ngoại cùng với là cô chú sẽ đón chờ một chàng rể tương lai, và cùng chúc phúc cho hai em sẽ tất cả mọi thứ sẽ được tốt đẹp, sẽ được hạnh phúc. Đó là những điều mà con muốn gửi gắm thay cho Trúc đến với ông ngoại
và cô chú. Em có một cái cảm giác nha, đó là em rất là tin bạn này, em tin là bạn này sẽ làm được. Bạn này sẽ thuyết phục được gia đình. Em đã quyết định là rời bỏ quê nhà, đi 800 cây số vào Sài Gòn với mục đích là làm cách nào đó để mang lại cho Trúc một cái hạnh phúc, bởi vì Trúc là cái người đồng hành với mình. Còn cái việc em viết sách cho cộng đồng thì đó là cái giống như cái em muốn cho đi đó, thì em vẫn nghĩ cho Trúc trước và em muốn tiến vào Sài Gòn rồi lại sẽ muốn tiến về Bến Tre. Anh hứa nếu như em tiến về Bến Tre em gặp gia đình, anh sẽ đồng hành với em trong cái chuyến đi đó. Quá tuyệt vời. Đừng nhớ nói em chị thôi. Anh hứa. Và chị rất là mong ngày đó đến thật là sớm. Thì cũng cảm ơn anh chị và cảm ơn chương trình rất là nhiều. Đồng thời thì em cũng gửi lời cảm ơn đến ba mẹ của anh Tính. Những cái gì mà má đã hy sinh cho anh rất là nhiều, thì mình cảm thấy mình sẽ thương cái người má đó nhiều hơn, thương gia đình anh nhiều hơn. Cho nên là khi mà anh chia sẻ với em anh muốn làm cái điều gì đó cho gia đình, em muốn luôn ủng hộ anh. Còn về gia đình em thì thật sự là cảm ơn cha mẹ để có em thời điểm hiện tại, và cảm ơn những người thương yêu em, môi trường mà em đã sống để thời điểm bây giờ em có thể đồng hành cùng anh. Và tất cả những gì em trải qua trong cuộc sống, em vẫn cảm ơn những khổ đau và những niềm vui trong đó, để ngày hôm nay em có thể lắng lại, em nhìn được cái tâm hồn đẹp nhất của một con người để em đồng hành cùng người đó. Và nếu như mà có trở lại, có quay trở lại hỏi em có đi con đường trước đây em đã đi hay không, chắc chắn em sẽ đi, bởi vì đi em mới gặp anh. Em có biết là em đẹp lắm không Trúc? Cái tâm hồn em rất là đẹp. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em nhiều lắm. Chị ngưỡng mộ cái nghị lực của em, của Tính. Nhưng mà đối với em là chị phải dùng từ cảm ơn. Cảm ơn vì em đã nhìn ra được cái tâm hồn rất là đẹp của Tính. Và cảm ơn vì cái tâm hồn rất đẹp của em để mà em chọn cái con đường này. Rồi, ăn cơm đi. Trước giờ từ lúc mà quen Trúc á, là em đã làm những cái điều gì lãng mạn đối với Trúc? Trúc là rất là thích những cái lời nói mà ngọt ngào đó. Phụ nữ nào cũng vậy chứ. Dạ, nên là em hay chiều Trúc về cái mặt đó. Rồi vậy thì hôm nay em có muốn làm một cái điều gì đó bất ngờ dành cho Trúc không, với sự hỗ trợ đặc biệt của anh? Khi mà quen Trúc á, khi đến với nhau ở chung thì tụi em xem như vợ chồng, chứ không phải là ở thử ở gì hết. Nhưng mà cái tài chính ở lúc trước em không có đủ để tiền để mà mua một chiếc nhẫn cho hoành tráng để mà có thể cầu hôn Trúc, thì chắc là hôm nay em sẽ làm cái điều đó với Trúc nhờ sự trợ giúp của anh. Của anh và dạ. Của chương trình. Xuất hiện trong cuộc đời của anh. Giúp quà cho cháu. Rồi xong rồi, nè không có khóc nữa. Trúc ơi, làm vợ anh nhé. Cùng anh đi thời gian còn lại. Lần đầu em đồng ý, lần thứ hai em vẫn đồng ý. Bao nhiêu lần nữa vẫn đồng ý.
khi mà tôi đốt từng ngọn nến để mà cùng với mà tính để mà làm thực hiện ra một cái buổi cầu hôn như thế này, phải nói là mình cũng rất là xúc động và hy vọng rằng là những người thân, nhất là gia đình hai bên Tính và Trúc sẽ chấp nhận cho một cái tình cảm mà phải nói chân phương mà nó rất là đẹp như thế này. Và một lần nữa thì Lan cũng mong là gia đình hãy chấp thuận cho cái tình yêu này, bởi vì đây là một cái tình yêu rất là đẹp, nó rất là tích cực và nó rất là có ý nghĩa. Hai bên gia đình hãy chấp thuận cho hai bạn. Đây là cách mà Trúc và Tính cả hai chọn sống. Chúc cho hai em sẽ luôn luôn yêu thương nhau và mãi mãi gắn kết như thế này. Dạ, cảm ơn chị. Tụi em cảm ơn chương trình, cảm ơn rất là nhiều. Khi mà được chương trình gõ cửa thăm nhà đến, và sau những cái phút giây trò chuyện thì đây là cái đoạn kết em nghĩ là viên mãn rồi. Dạ. Em đã chọn sống và Trúc đã chọn cho mình một cái niềm hạnh phúc. Bây giờ anh chỉ mong chờ là hai em cùng với hai bên gia đình chọn ngày để mà cho anh đi theo về Bến Tre thôi. Rồi. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình, và mong rằng quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ chúng tôi, ủng hộ cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà bằng cách mở TV và xem chương trình vào lúc 22:30 trên kênh HTV7 vào thứ Năm hàng tuần. Và bây giờ thì anh Quốc Thuận, Ngọc Lan và gia đình bạn Nguyễn Chánh Tính xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.